Hello everyone, bây giờ cô và các bạn mình sẽ tiếp tục sự bài tập trang số 74 của chương trình ngữ pháp lớp 4 của chúng ta. Thì trong cái phần bài tập trang số 74 này á, thì chúng ta sẽ tiếp tục học về thì tương lai gần. Và trong cái thì tương lai gần này thì chúng ta, trong cái bài hôm nay chúng ta sẽ học chủ yếu về câu khẳng định của thì tương lai gần. Thì trước khi vào bài làm thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cấu trúc ngữ pháp một chút xíu về cái phần đặt câu hỏi. Các bạn lưu ý phần trong cái phần đặt câu hỏi cái thì tương lai gần, nếu có từ để hỏi thì các bạn mình sẽ đưa từ để hỏi lên đầu câu, còn nếu không có từ để hỏi thì các bạn che lại, thì các bạn sẽ thấy là am is are nó sẽ đứng đầu câu. Và các bạn nhớ là lưu ý tùy vào chủ ngữ để chúng ta chọn am is are cho phù hợp. Thì bây giờ là các bạn nhớ là am sẽ đi với chủ ngữ là I, is sẽ đi với chủ ngữ số ít là she, he, is tên riêng của một người, và are sẽ đi với chủ ngữ số nhiều là you, we, they. Được chưa nào? Thì mình nhớ là được am is are lên đầu câu tùy vào chủ ngữ, và sau đó thì chúng ta sẽ đến là go into cộng với nguyên mẫu. Các bạn nhớ dùng cho cô nha, là động từ ở thể nguyên mẫu. Và sau đó là tại vì đây là câu hỏi yes no question nên là các bạn nhớ là mình phải trả lời là yes hoặc là no. Thì yes no á, thì mình sẽ chọn am is are tùy vào chủ ngữ. Thì các bạn mình lưu ý là mình sẽ xem vào cái phần chủ ngữ ở trên đây cô đã hướng dẫn để mình chọn am is are cho phù hợp. Thì về cái phần no thì các bạn có thể là ghi tắt như sau, ví dụ như là am not hoặc là is not hoặc là are not, thì các bạn có thể ghi tắt là ví dụ như I am not thì các bạn sẽ ghi là am not. Tiếp theo đó là is not thì các bạn sẽ ghi tắt thành isn't, và are not thì các bạn sẽ ghi tắt thành aren't. Sẽ tùy vào chủ từ để mình chọn nha các bạn nhé. Thì đây là cái phần mà cô nhắc lại kiến thức cho các bạn một chút xíu. Thì bây giờ các bạn mình sẽ nhìn vào cái phần người ta hướng dẫn trang số 74. Thì các bạn lưu ý là trang số 74 là người ta sẽ có cái dấu hiệu nhận biết. Thì các bạn lưu ý là dấu hiệu nhận biết là những cái từ ví dụ như là next, hoặc là tomorrow, hoặc là this, thì hoặc là later, hoặc là soon. Thì các bạn lưu ý là next thì có nghĩa là tiếp theo, ví dụ như là tuần tiếp theo đó là next week, tháng tiếp theo có thể là next month, năm sau có thể là next year, hoặc là ví dụ như tomorrow là ngày mai. Thì tomorrow sẽ sử dụng với các buổi ở trong ngày, ví dụ như là buổi sáng ngày mai là tomorrow morning, buổi trưa ngày mai là tomorrow afternoon, hoặc là buổi tối ngày mai là tomorrow evening. Và this, và còn later và soon thì có thể sử dụng với không có một cái từ nào hết phía sau nó chỉ soon. Later hoặc là soon thì nó sẽ chỉ đứng một mình. Và các bạn nhìn lên đây, thì đây là cái phần mà người ta viết là câu hỏi, người ta hướng dẫn cho mình lập câu hỏi với các cái chủ ngữ thì người ta đã ghi ra đây rồi. Thì các bạn có thể ngừng video và xem lại cái phần này. Và tiếp theo đó chính là short answer, là cái phần câu trả lời ngắn. Thì người ta đã hướng dẫn cho các bạn trả lời vào đây. Và về cái phần mà trả lời no thì người ta đã hướng dẫn cho các bạn cái phần ghi tắt. Thì các bạn có thể ngừng video và xem lại nhé. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau qua sửa bài số 4. Thì bây giờ các bạn nhìn bài yêu cầu bài số 4. Write question using be going to then write two short answer. Thì bây giờ mình sẽ ghi là sử dụng, mình sẽ làm thành câu hỏi của thì tương lai gần, và sau đó mình sẽ trả lời những cái câu này ra. Thì bây giờ câu trả lời mình tùy thuộc vào cái ký hiệu người ta cho sẵn. Nếu người ta đánh dấu tick lên thì các bạn nhớ trả lời là yes. Nếu người ta đánh dấu cross như vậy thì các bạn nhớ trả lời là no. Thì bây giờ các bạn sẽ cùng nhau làm bài. Thì bây giờ đầu tiên câu số 1 là các bạn thấy chữ Jason không ạ? Jason thì là chủ từ số ít thì mình sẽ đưa is lên. Is Jason go into? Và cái gì các bạn thấy là động từ của chúng ta là go, nhưng mà ở trong đây người ta không có ghi không các bạn. Thì các bạn lưu ý là từ go á, thì chúng ta trong câu tương lai gần thì chúng ta không cần ghi cũng được nhé. Thì chúng ta chỉ cần ghi là is Johnson go into the cinema. Để trên nào, chúng ta không có cần phải ghi là is Johnson go into go nữa, mà chúng ta chỉ cần ghi là is Johnson go into the cinema. Để chưa? Và đây người ta thích lên thì trả lời là yes. Vậy Johnson là con trai thì yes, he is. Tiếp theo đó chính là câu số 2, number 2. Judy are and mom, vậy là Judy are and hai người. Thì cô sẽ ghi là Judy are truly are and mom. Vậy thì các bạn nhớ là hai người này cô sử dụng là to be are truly are and mom. Vậy go into, và chữ play thì cô ghi lại nhé. Are going to play tennis. Vậy là are truly are and mom going to play tennis, là mẹ và Julia có dự định sẽ chơi quần vợt không. Thì bây giờ các bạn hãy đánh dấu tick lên không nào, thì nhớ là trả lời là yes, và đây là hai người nên cô sẽ sử dụng là they. Vậy là yes they are. Tiếp theo đó chính là number 3, câu số 3. Câu số 3 thì để đây. Car
car and his, các bạn thấy lạ lạ là go, going shopping. Vậy thì ở trong câu này cô sẽ không sử dụng động từ go nữa, thì cô sẽ sử dụng là car and his. Thì bây giờ các bạn lưu ý là đây là hai người thì mình sử dụng động từ là are. Thì cô sử dụng là are car and his going to nha, shopping mình không có sử dụng động từ go. Còn nếu mà bạn nào mà lỡ đi go thì mình ghi vào vị trí này dành cho cô, to shopping. Và đây người ta đánh dấu cross dấu x rồi thì cô sử dụng là no. Và đây là hai người thì cô sử dụng là no they aren't. Thì cô sẽ ghi cái phần viết tắt này, các bạn thấy không? No they aren't. Tiếp tục number four thì các bạn thấy chủ từ là we và động từ là go swimming. Thì bây giờ các bạn we là sẽ đi với động từ to be là are, thì cô sẽ làm là are we going to. Và các bạn thấy động từ là go thì chúng ta không cần ghi là go swimming. Nếu mà bạn nào lỡ ghi thì mình ghi go vào vị trí này giùm cho cô là are we going to swimming, hoặc là bạn nào lỡ ghi go thì are we going to go swimming. Nếu đúng thì chúng ta không cần ghi go các bạn nhé. Thì các bạn thấy là đánh dấu tick thì các bạn nhớ là trả lời là yes. Vậy thì we thì yes, we are, được chưa nào? Tiếp tục number 5. Ollie là tên riêng của một người số ít, thì cô sẽ ghi là is he only going to, và lại là một chữ go shopping nữa, thì các bạn nhớ là is only go into shopping, không có cần ghi lại chữ go nữa. Bạn nào ghi thì nhớ là ghi lại cái vị trí ngay chỗ này dành cho cô. Và nếu mà đúng chính xác hơn thì chúng ta không cần ghi is only going to shopping. Và bây giờ các bạn nhớ thì ở đây người ta đánh dấu cross thì các bạn nhớ trả lời là no. Và một số bạn thì sẽ không biết là đây là nam hay là nữ, thì các bạn nhớ là mình sẽ ghi she hoặc là he, thì tùy vào các bạn. Mình nghĩ bạn Oli này là con trai thì mình ghi là he, và là no là he isn't. Nếu bạn nào nghĩ là con gái thì sẽ ghi là no she isn't. Ok, thì chủ yếu là các bạn nhớ là ghi được chữ no và chữ isn't thôi, còn chủ ngữ thì các bạn chọn she hoặc he cũng được. Thì đây là cái phần bài hướng dẫn của cô, thì cũng mong rằng là các bạn mình sẽ xem lại cái phần bài làm và xem lại cái người ta hướng dẫn là cái phần bài trả lời ngắn nha, short answer, để cho mình làm bài các bạn nhé. Chúc các bạn học tập thật tốt, thank you.